Then I need it on you. I believe that you have to enemy on a crown affair, some enemy. Any crown affair, a big enemy. But high copy and just that from time of year. ITP as a family to tweak immunity. Immunity then tweak the long long of the long optimal. នេះជាប៉ុន្តែចំណងជើងយើងអាចដឹងពីខ្លឹមសារមួយបាត់ហើយ nơi một nghĩa nhà smart day và cuộc mới nơi có một dụng chẳng chẳng hỏi đại kỳ bàn đọc khởi ta nên ca cho thôi nên ai chú bao phần tục và thiết bây giờ muốn mấy đại mấy sốc việc thông là đại mà mình ca phát khát nơi xa trên đại nên không tí bí trong chẳng tha ai đoàn đề bà sẽ xí rồi ai đoàn xí anh nhìn đi về tôi ការលូតលាស់របស់ពលគូស្វាមានអ៊ីមូនីតេហើយនឹងឯកមត់របស់ខ្មែរទីនេះជាប្រវត្តិឡើងយើងឃើញថាសម្រាប់ខ្មែរខ្ញុំយកតាម ស្តីពីពោះមានរបស់40%ស្តីដល់ពី36%ប៉ុន្តែនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងយើងឃើញថាប្រមាណជួច5%ចំពោះខ្មែរដែលមានអាយុពី6ទៅ12ទៅ12ឆ្នាំ7ចុះ6%ពី12ឆ្នាំទៅ35ដល់ពី56ពី6មួយខែទៅ12ខែនេះវារាប់ពីខែទៅ30%ដែលមានអានីមីដែលថាខ្វះជាតិដែក ហើយយើងឃើញថាក្មេងដែលមានអាយុពី2ទៅ5ឆ្នាំនោះគឺសុខគេគឺមានខ្ពស់ជាងគេរហូតដល់80%ទៅ80%ទៅគឺគេកំណត់ទៅលើអេមូឡូបិនឬបេម៉ាតូភីតជាងដក PSB សម្រាប់អាយុហើយនឹងប្រភេទអាស្រ័យបានតទៅនឹងជំងឺប្រភេទរបស់វ៉ាឡេរីរបស់សម្បោះអាអាចនិយាយថាអាយដិនទេសស៊ីអាយដិនទេសស៊ីគឺមើលតទៅនឹងការចុះថយនៅហ្វេរីតីនីគឺក្នុងនេះគេកំណត់ពី រឿងបន្ទុយជាង12មីក្រូក្រាមប៉ាលីតរបស់តែគ្នានេះយើងគិតជាណានូក្រាមគិតជាមីលីលីតទី2យើងណែនតែត្រង់អានីមីតែត្រង់អានីមីការណាហ្វេរីតីនមីចុះហើយអេមូឃ្លូបិនចុះចុះទៀតជុំបលើដូរីហ្វ្លុកស់របស់ PSD សម្រាប់អាយុហ្នឹងហ្វេរីតីនមីនេះជាតាប់ឡូដែលចង់និយាយពី ແລະຕົວຈະມີຫນ້າຢູ່ອັນເພດນີ້ແຕ່ຕ້ອງມັນສໍາຄະເມຍໄດ້ມີສົບຢູ່ລໍນີ້ຄະເມຍໄດ້ມີອັງເພຊົງໂດຍກໍມີສໍາລວງຟາມາຕໍແປດທີ່ມີທີ່ຈະສ້າງສັບທີ່ຮໍມຸຍອັນນີ້ເມຍໄດ້ມີສົບຢູ່ລໍທີ່ຈະລະປີກະນາພ້ອມວັນເລີຍນີ້ທີ່ຈະຕົກຖ້າຈະກະລອງແຟຈົກເອເຟຍຂອງອັນເດີຊີເບຍໂຕຍຟາປາປໍໄປຄະ
tôi kêu mạnh như hàng năm tại đây vì bạc qua tờ cao bị lún lót của các bạn bạc mấy hay những ca immunity chỉ bị xét mấy là nó không ở dụng bị chăn mù tại đây dự đoán ấy phê xế đấy vì một cái sống khăn chứng kế được không ca phơi sang tay sẽ bụng được biết hay mình bụng được biết chúng chúng tôi sống khăn bấy là đại dương đại các phát trên đại nhất về phương bắc là quá thì mũi tiệt tôn đồng ca đủ đo này và quan và sát thì pi tiệt tôn ca phu sang pes immunobin thì bấy tiệt tôn đồng immunity ní trong gì pi mechanism để miệng pháp và quan trong ca đủ đo và quan và pháp và quan viết thì mũi bị tiệt tôn đồng khởi dương nhiều cá thu sang tai nhị lin nhưng lý chỉ chụp phim mới để trong trong và hàng chú nhị lin vì chia đôi chia sự bỏ mới được hàng gan được phát được khẩu bị lên áp hay nhị lin một nghĩa sự đặt phương trong transmission transmission an phối nhạc với vì thế ở Canada phát triển đại phương ấy myelinization mà bạn đó hỏi tìm bí thơ nó rồi dưới nét hãy nâng tìm bấy sinh nắp dù sinh nắp là anh sinh nắp nâng tẹp người dòng nẹp vừa như mùi mùi phía chọc nhé là sinh nắp nâng cho sinh nắp thì miên neurotransmitter thì không biết miên dopamine, miên noradrenaline, adrenaline nâng serotonin chi neurotransmitter sumhan sumrap thua oi và qua mà sát dưỡng bằng naka chi bro gặp bay efe de lơ neurodei lộp mó kế bàn rô khuyên thà ca khoa chiến đại chi bì xét này lưu khu mê tốt vì thua bạc bò kháng tại trần tài nó không quay để các vùng tài đủ đoán ok thì thôi ở khỏi mạng tới ngày trời dùng vậy hãy cả phát hoa quan ấy vì đẹp tông tới nó đi mua thì dạng tê mấy cả láng cầm rắc mấy cả mặt hoa khoác đẹp tông tới nó dạng tê là có còn lại bạn này thầm ấy bạn này thầm được sân chìa ai đơn đẹp dân si được cả láng thì nó không quay mấy người được quy định một cái cà phê đi nát tan, cái thứ còn được nó khai đồng vốn, này gì vẫn bảo có, cái thứ còn được không phu, nó sẽ mình tập bốn này phải mình tập bảy, lúc phá phá có mình sẽ phải phòng thờ chiến, mình thùng, trang bị thành chẳng, hay tiếp tục đây để bạn tham việc khoa, chưa ra được tách. Nên từ 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 nó bị giảm béo, bạn thay vì ôm một lái béo chú, một mình chơi coi gì vậy, tụt ở việc khỏe chú, giảm béo chú. Chẳng cả phần ba qua được bao nhiêu tập con đi, từ lứa bậc quan là sai cái đấy, từ lứa cao chôn đang bậc mấy, từ lứa tháp kẻ nhà bao nhiêu, cứ bị đẹp đâu tới nó trở lại bạch ngại. Các tập tâm lý mình thế, từ phần ba qua từ lứa tim mũi, maturation. Rồi làm phô xích thì bị tệ tôn tới nâng production làm phô xích thì bây tệ tôn tới nâng activity bằng làm phô xích dù đó là làm phô xích thì sẽ làm phô xích tế thì sẽ lý phá phô xích tế đại vì châu rôn nó không immunity sai bì lẽ chỉ immunity non-specific cả nà mình ông thì sẽ châu tớ để thường phá phô xích tố còn tại nó không cần nơi đây ai đơn nơi đây sĩ bị thua ở system đó nữa bị đẹp quý vị hay là chuyện này bị thua ở người phía trong sau mấy tu nơi ăn phải sống nhiên tu nơi ăn phải sống ăn tiếp của nó nhấp nhó tại sao tại vì người phía trong sau cứ ý mình tới sai về là thì bây giờ tôi nơi capacity physics is a physics chỉ đang hỏi
phải vì tôi put hemoglobin hay hemoglobin bị short mà oxygen thì nó đặc nón như tôi bị chấm của sao phi cai vậy hay được chưa nó bị đại oxygen quá đặc nón sao phi cai vậy metabolis tam bò anaerobic vì một số bậc cao bạn chỉ ATP và mà thế được chưa ATP bây giờ energy mà thua mình effort vì gì mà dùng thuốc effervescent, bạn này thay dùng thuốc oxy là sẽ không xài được lẽ, đặc biệt bạn ATP, oxy giờ không xài lẽ, và hóa ARB. Vì cho nên đặc biệt là oxy giờ bị thua ở metabolism là bị cho thoi, ATP một thoi, cho một thoi không nữa, nên malaise, về không nữa astini, chẳng ai giờ sinh viên của bạn lo, mà tôi đã giờ bạn lo thế, vừa bắt qua đó performance scolaire, vì vừa thua ai còn mình đặt cái giá không còn phần này như chỉ sang tôm sang tôm đi mũi giờ tôm tôi nó sang đồ mang đi mít nên tắt cái đi miền palpitation anh ấy chỉ mấy cái này được compensation cái nào miền anh ấy mít bệnh đâu được cái đại nhóc đã bơm một pin làm rơi cả tp respiration của tôi nhóc đam bay oxygen mang chân tp bay chỉ có ba để sao oxygen là cũng không có ba việc kích bơm mốc để ra quạt ban oxygen một cốc, ai chỉ chư tam trú để sắp đặt quy trình corona điện ở sài bàn đó để sắp limit irritability và quạt mua máy chở, hay sinh tony chưa sinh mà chưa sinh animated được chụp bàn lớn sẽ sáng, còn là em muốn bị cho hỏi do sự lấy nên có một tiêu được có mà chỉ animated biết được chụp bàn lớn được tìm mà ini development satirospong satirospong ni lah kuasa malo dah. Which is nya mestinya mutiat kecoh lai kuat lu sap ni aja. Ha hai hai su lebih lebih kecoh ni kemaya nak kecoh luai. Ini pika pika tu bagi dia kuat jam nya mari dia kok nak dai dan menji alimentation non nutritive lu ji đây đôi chi cả da, rồi tóc co, anh nói happy cả, vật trong nhang chứ, đôi dương bị lắm, tay bù thống đại vật, vật trội, vật thay nhầm, đầy nhầm nhầm bảy đường này đó, lúc sau cha cái điều tháp này vô chùa chiếm, anh nói phải chỉ có lại kẹt tôi nó cả rằng phe này, mà rằng phe thì mình sinh bị cả, chứ còn two minutes, ok, khi ông nó đi quan đường. Chúng ta phải prevention, prevenir deficit tone. Thì mua dược tại thuế supplementation người dạy phê không tội hay preterm khi ông hô tới slide sở rộng của nó chứ sắp đến việc lấy này tạm tạm như thế và American Academy for Children of Pediatrics. Ini dia rekomendasi yang rebah Amerika. Jadi di sana ada mekanong intasi. Di mana juga ada. Ada ada sembuh terdahai cintai. Ada yang masalah terlaku ada sembuh terdahai cintai. Kể cả nông sản đặc thù nữa, nông một lít thì miễn phí lắp đặc biệt miligram. Cứ thà vì cục quán sản mẹp cả bắt đầu đã ở mấy bằng bài chăm từ cả bắt đầu trên đáy thai. Mục tiết đại sản khăn là cứ chiều viên đặc thù sọc, đặc thù sọc, nếu nông first year life, ở dụng mặt khai này chỉ được đặc thù. Thật đặc thù sọc là còn sọc chạp đi một mối khai lãng tới việc phải chôn nâng cao phát triển đại thì mối bởi sao tôi đọc cô nâng cao tôi đọc cô bị trở đại tích thì đi miễn cao sổ cao sổ bị thua ở miền mạng áo sổ sống để khóe đồng đội tích đi sử dụng ní tạp lô ní mối trong hai chút bởi sân chia khmer mình cũng khá và dù quạt chạp thì mà chẳng làm từ mà khai từ đọc thì khá vì ai 2 mg trong một cái lỗ trong một tháng ngày
mình thái và xem đã quát mình bắt đầu có đại sốt cái ai mua bìa gram trong một cái lô nó mặt ngay và xem dịch quát ra mà sao tôi đọc cố đại nên ai đọc đại nên trên đây thì bị chúng tôi mấy đại cục khá thì còn mỗi bốn khai tới còn mỗi khác cái ai mà miligram trong mặt ngay trong một cái lô mình thái từ lớn và xem đã quát mình bắt đầu có đại sốt ពី12ខែដល់12ខែពី9ខែដល់12ខែហើយការបន្ថែមជាតិដែកពីលើមិនសូវដល់គោគឺមិនចាំបាច់ទេបើយើងឲ្យមិនសូវទៅដល់គោដែលមានជាតិដែកដូចបានជាទូទៅហើយទី3ក្មេងយុវមួយឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំគឺបន្ថែមឲ្យប៉ុណ្ណឹងណាប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់គាត់អានេះអានេះអានេះខ្ញុំចង់ជំរាបជូនចំណុចសំខាន់មួយដែលត្រូវតែនៅថា am error និង am non error am error នេះគឺវាមាននៅក្នុងសាច់សាច់គោសាច់ជ្រូកសាច់ត្រីហើយសបូរនៅក្នុងសាច់ហើយវាងាយនឹងសូរជាង am non error am error វានៅក្នុងនៅបន្លែក្នុង pressure ហើយដែលការស៊ីបសូររបៀបអត់តិចប៉ុន្តែការផ្ដល់តាមដំណ័យហាវាមានច្រើនជាងប៉ុន្តែការជៀបចូលអត់តិចនេះជាបញ្ហាដែរបង្ហាញពី am error និង non error យើងឃើញតាមនេះនេះប្រសិទ្ធសាច់មានសាច់គោសាច់ជ្រូកហ្នឹងនេះបន្លែប្រជើ am non error កត្តា absorption ហើយនៅរលោវីតាមីន C យើងនិយាយមកហើយថាប្រហែលជារលោវីតាមីន C ដែលយើងមានវីតាមីន C វីតាមីន C វា favorise absorption refer ដល់មកពី digestive ណាក្រុមសានជាមួយនឹង stomach ហើយឆ្នាំកាលណាយើងបន្ថែមវីតាមីន C ជាមួយនឹងចំណីអាហារដែលយើងឲ្យទៅវាការសូកជាតិដែកបានល្អជាងហើយអ្វីដែលទុកដែលបន្ថយការសូកជាតិដែកគឺមានតែមានកាហ្វេនិងមានកាកាវនិងមានកាល់ស្យូមហើយគេថាក្មេងដែលផឹកទឹកដោះគោសុទ្ធលើសពី700មីលីលីត្រក្នុងមួយថ្ងៃគួរប្រឈមទៅនឹងការបាក់ជាតិដែកស្លាយនេះចង់បញ្ជាក់ថាបើសិនជាគឺធ្វើការសិក្សាពិធីរវាងសត្វដោះគោពីរប្រភេទទី1ទៅដោះសត្វដោះគោដែលមានលាយជាតិដែក1លើ3 1បានន័យថា1 iron 3 vitamin C ហើយនឹងសត្វដោះគោដែលមានលាយជាតិដែកនិង vitamin C បូកចូលគ្នានេះអត់មាន vitamin C ឬមាន vitamin C គេឃើញថាអ្នកដែលប្រើជាតិដែកជាមួយ vitamin C ការសូកចូលបានលើសពីដងមិនលើសពីដងដូចបានជំនះដាក់អញ្ចឹងវីតាមីន C វា favorise absorption ពី the fair ហើយនេះបាទទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំចង់និយាយថា iron deficiency នៅក្នុងរានីមៀវាជាលទ្ធផលនៃការធ្វើប៉ះពាល់ដល់ការលូតលាស់ហើយដល់ពួកវាទាំងដល់មុខងារប្រព័ន្ធការពាររបស់ក្មេងហើយក្មេងបើសិនជាយើងមកព្យាបាលទេវាប្រឈមនឹងបញ្ហាការលូតលាស់បញ្ញាស្មារតីការលូតលាស់រាងកាយនិងអ៊ីមមូនីតេរបស់គាត់រយៈពេលវែងនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ដូច្នេះដើម្បីការពារទី1យើងត្រូវអប់រំម្ដាយឲ្យម្ដាយគាត់រកម្ដាយទៅដោះម្ដាយសុទ្ធក្នុងរយៈពេល6ខែដំបូងហើយ6ខែក្រោយពី6ខែមកការបំបាយទឹកដោះឬម្ដាយឬប្រដកគោគឺអត់ប្រព័ន្ធទេដូច្នេះចាំបាច់ទៅបន្ថែម iron ក្នុងនោះវាណែនាំឲ្យយើងបន្ថែមពី4ខែទៅរហូតដល់12ខែក្នុងយុគាត់ជាពិសេសក្មេងនៅប្រហែល10ដល់សិតទី3ចង់ជំរុញថាវីតាមីន C ដូចបានជំរុញអញ្ចឹងវាងាយនឹងជួយបង្កឲ្យមានការ association fair បានល្អដល់ខ្ញុំមានប្រកាសសូមអរគុណ